Cận cảnh gương mặt bà mẹ hai con Kim Tae Hee ở tuổi 43. Ở độ tuổi 43, Kim Tae Hee mang vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm. Mới đây, Kim Tae Hee đã nhá hàng một vài hình ảnh của cô trên tạp chí thời trang. Gây chú ý nhất là bức ảnh cận cảnh gương mặt nữ diễn viên 43 tuổi. Dù không phải là bức ảnh khoe nước da trắng nõn hay mịn màng không tì vết, còn để lộ một vài nếp nhăn ở bọng mắt, nhưng thần thái đầy sức hút của Kim Tae Hee trong bức ảnh khiến nhiều người phải khen ngợi. Bà xã Bi-jin ở độ tuổi tứ tuần mang vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm. Từng là nữ thần giảng đường, vẻ đẹp tự nhiên trở thành biểu tượng cho sự thanh thuần, tươi sáng của làng giải trí xứ Hàn. Giờ đây Kim Tae Hee lại tiếp tục là người phụ nữ khí chất, sang trọng, giữ vững phong độ mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc. Trong một vài lần trước đó, Kim Tae Hee không tránh khỏi bị soi dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, nữ diễn viên không bận tâm vì cô hài lòng với những sự thay đổi về ngoại hình theo thời gian. Dễ dàng mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ của K-pop, vẻ đẹp tự nhiên của Kim Tae Hee được xem là của hiếm và đến nay vẫn nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.